Nhật Kim Anh xuất hiện rạng rỡ, thon gọn bất ngờ trên thảm đỏ. Diện trang phục sang trọng, bà mẹ một con tự tin khoe vóc dáng thon gọn và quyến rũ sau thời gian nỗ lực giảm cân. Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, Nhật Kim Anh đã thu hút nhiều sự chú ý của đông đảo khán giả khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2017. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của nữ ca sĩ sau sự cố tai nạn giao thông cách đây chưa lâu. Với vai trò khách mời đặc biệt tại lễ trao giải, nữ diễn viên ca sĩ Nhật Kim Anh không ngần ngại diện áo váy gợi cảm và thu hút. Bà mẹ một con tự tin diện đầm trắng khoe trọn tấm lưng trần khi sải bước trên thảm đỏ Cánh Diều Vàng 2017 do nhà thiết kế Huỳnh Lợi đính kết thủ công cho cô. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng khi sở hữu vóc dáng thon ngọn quyến rũ sau những nỗ lực giảm cân. Hiện tại bà mẹ một con vẫn kiên trì luyện tập đều đặn để nhanh chóng lấy lại vóc dáng mơ ước. Thời gian qua, Nhật Kim Anh không may gặp chuyện buồn trong công việc. Cô bị ngất xỉu nhiều lần đi diễn và mới đây nhất, nữ ca sĩ đã trải qua sự cố tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến chiếc xe của cô bị nát đầu và hư hỏng nặng, làm nhiều khán giả hoang mang lo lắng. Tuy nhiên may mắn là Nhật Kim Anh đã an toàn và không chấn thương lớn. Hiện tại cô phải di chuyển bằng taxi mỗi ngày và khá bất tiện khi đi diễn. Từ sau khi kết hôn với ông xã làm việc tại Cần Thơ, giọng ca Lâu Đài Cát thường di chuyển giữa thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ để đảm bảo công việc và cuộc sống gia đình. Dù bận rộn với công việc và gặp khó khăn trước khoảng cách địa lý, nhưng Nhật Kim Anh vẫn khéo léo thu xếp cũng như vun vén hạnh phúc cho tổ ấm của mình. Hiện vợ chồng cô đã có một cậu con trai bụ bẩm, khấu khỉnh và đáng yêu, với tên gọi ở nhà là Cutin. Tuy nhiên do nữ ca sĩ thường xuyên phải đi diễn nên cậu bé ít có thời gian gần gũi mẹ. Nhật Kim Anh từng tâm sự rằng cô đã òa lên khóc nức nở khi thấy con trai khóc và lạnh lùng quay đi khi nhìn thấy cô. Con khóc mẹ đau lòng biết mấy, không biết khi mẹ khóc con có đau lòng không nhỉ, ước gì có thật nhiều thời gian để mỗi lần về với con không lạnh lùng quay đi nữa, Nhật Kim Anh chia sẻ. Với Nhật Kim Anh, con trai là tất cả cuộc sống của mình, chính vì thế, bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, cô đều dành trọn để ở bên chăm sóc và thương con. Hiện tại, nữ ca sĩ đang chuẩn bị bấm máy, phim mới truyền hình của đạo diễn Phương Điền và một bộ phim điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Quang Tuyến. Tưởng Phi Nhung hát ở hải ngoại siêu giàu, nhìn nhà bên Mỹ ai cũng choáng. Sự khác biệt đáng kể khi so sánh chốn đi về của Phi Nhung và loạt sau việc có nhà ở Mỹ. Không phô trương, nhưng ai cũng biết một điều rằng Phi Nhung là một trong những giọng ca hải ngoại sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Trở về Việt Nam hoạt động sau nhiều năm, Phi Nhung sẵn sàng bỏ tiền túi ra để tu sửa một ngôi chùa ở Bình Phước, nuôi dưỡng hàng chục đứa trẻ. Cô còn cùng sư phụ trong chùa mở một quán cơm chay để kiếm thêm thu nhập, chăm lo cho các con tốt hơn đến khi các bé đủ 18 tuổi. Thế nhưng ít ai biết rằng ngôi nhà của Phi Nhung tại Mỹ lại cực kỳ đơn sơ và giản dị. Tuy thế, chuyến đi về này vẫn mang đến vẻ ấm cúng, bình yên và nhẹ nhàng. Đồ đạc được bày trí ngăn nắp không quá cầu kỳ và kiểu cách. Mọi thứ đều mang hơi hướng cổ điển truyền thống thay vì hiện đại hào nhoáng. Cùng kiếm được bộn tiền nhưng rõ ràng nơi ở của Phi Nhung lại khác hơn rất nhiều so với loạt cơ ngơi đồ sộ của nhiều sao Việt ở Mỹ. Dinh thự hệt khách sạn 5 sao của vợ chồng đang trường. Căn biệt thự hơn 700m², trong đó diện tích khu vườn gần 500m² tràn ngập màu xanh của ca sĩ Thu Phương. Ngôi nhà của ca sĩ Thúy Nga rất rộng và có thiết kế cầu kỳ với hơn 112 ô cửa sổ. Nội thất đắt tiền được chạm khắc tinh tế bên trong căn nhà. Việt Hương cũng sở hữu một căn biệt thự sang trọng rộng rãi tại Mỹ. Phía ngoài sân có hẳn một không gian riêng để thư giãn chuyện trò với bạn bè. Toàn cảnh căn biệt thự trong mơ của vợ chồng ca sĩ Hà Phương và chồng tỷ phú Chính Chu làm nhiều người mơ ước. Căn nhà của Quang Lê có cách bài trí nhẹ nhàng và rất tiện nghi, anh còn hẳn một không gian riêng để phục vụ việc luyện thanh. Bên ngoài căn nhà Quang Lê là hàng cây xanh mát và bãi cỏ lớn, sân phía trước nhà rất rộng để đổ xe. Sau hình ảnh đứa con gái ruột là một bí mật về duyên phận đời mình của Phi Nhung. Mới đây, ca sĩ Phi Nhung đã bất ngờ chia sẻ đến khán giả thông tin và hình ảnh về cô con gái ruột của mình là Wendy đang sinh sống và học tập tại Mỹ. Ngay lập tức,
người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc đến hai mẹ con Phi Nhung và không ít người trầm trồ ngưỡng mộ về bà mẹ tuyệt vời này đã âm thầm chăm sóc con gái. Vậy là, với 19 đứa con nuôi họ Phạm và một đứa con cái ruột, Phi Nhung giờ đây đã có 20 đứa con. Điều đó đủ cho thấy phần nào lý do vì sao Phi Nhung muốn sống đơn thân. Có lẽ vì những ám ảnh quá khứ, vì muốn tập trung cho sự nghiệp ca hát và cũng vì để chăm lo cho bầy con yêu quý của mình. Phi Nhung cho đây là cách cô trả ơn cho cuộc đời này, như chính cuộc đời tốt đẹp này đã ban tặng cho mình. Tuy nhiên, đằng sau hết thảy những lý do ấy, có mấy ai biết được rằng cô ca sĩ nhân hậu này vẫn âm thầm gói ghém cho riêng mình những bí mật sâu thẳm. Ấy là cái duyên, cái nợ tình trường. Là con gái, Phi Nhung cũng khao khát được yêu, thậm chí có lúc buồn bã muốn đi tu vì sâu tình. Nói về bản thân, Phi Nhung thừa nhận mình là người nam tính, mạnh mẽ nhưng rất đa đoan. Người con gái nào theo nghiệp cầm ca cũng đều đa đoan hết. Có chăng họ cố tình giấu không cho mọi người biết thôi. Tôi đa đoan hơn họ bởi nỗi buồn của tôi là có sẵn từ bao giờ, Phi Nhung nói. Tất nhiên, đã gọi là đa đoan thì hẳn phải trải qua rất nhiều sóng gió tình đời. Phi Nhung không phủ nhận điều đó, nhưng chị không dám nhắc nhiều về nó. Chị không hề giấu giếm rằng mình đã từng yêu và sống như vợ chồng với hai người đàn ông. Cả hai người đàn ông ấy bỏ chị ra đi không phải vì có người khác, mà vì chị quá yêu nghề. Và chị cũng không phủ nhận cả chuyện chị từng suýt lên xe hoa nhiều lần sau này nữa. Là con gái, mỗi khi đứng trước một người đàn ông, đặc biệt là người đàn ông đẹp trai hào hoa phong nhã, trái tim tôi cũng rung động lắm chứ. Thực tế thì tôi cũng đã có vài mối tình, nhưng chẳng bao giờ mọi chuyện đi đến đâu. Người tôi yêu thì chẳng được, còn người tôi không yêu thì họ cứ bám riết theo đuổi. Chẳng trách người đời có câu, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Thế rồi phó mặc cho đời. Nhưng duyên trôi qua như gió, những lúc như vậy tôi lại vùi đầu vào sự nghiệp ca hát để quên đi những mối tình sầu. Khi ngẩng đầu lên nhìn lại, hóa ra mình sắp qua ngưỡng tứ thập. Phi Nhung chia sẻ, dù muốn yêu đến thế nào, Phi Nhung vẫn tin vào cái duyên tiền định. Cố gắng cưỡng cầu hay trông chờ cách mấy cũng không thể đạt được. Gượng ép nhân duyên chỉ thêm khổ vào thân. Tuổi trẻ đã hy sinh cho các em cùng mẹ khác cha. Khi làm nghệ sĩ hết lòng sống với khán giả. Khi làm vợ, chị cũng là một người vợ toàn tâm yêu thương và chăm lo cho chồng. Nhưng khổ nỗi chị là người quá ngây thơ với cuộc đời và mãi bị lừa lọc cho đến mức người đàn ông chị yêu thương nhất cũng không chịu nổi. Chị cười như mếu. Tôi bị người ta gạt hoài, về nhà mắc ổng hoài khiến cho ổng phát khùng, ổng bỏ tôi đi cho bỏ ghét đó mà. Có lần bị đồng nghiệp trắng trợn lừa mất 50.000 đô bằng cách dùng số tiền chị chay vay đưa cho mượn. Dỗ chị ký vào giấy tờ rồi quay cắt lại, đâm đơn kiện chị. Đấy là vì Phi Nhung ngây thơ quá, dễ tin người. Sau những chặng đường đời trải qua bao nhiêu khó nhọc, cô ca sĩ của câu hát năm 17 tuổi em đi lấy chồng, thực sự không còn định lấy chồng nữa. Hồi lâu, khi hay tin Phi Nhung về Việt Nam ca hát, đã có đại gia khét tiếng tìm đến cô, muốn giúp cô kinh doanh giọng hát, nhưng cô đã từ chối. Phi Nhung tâm sự, tôi sợ đại gia lắm, ở đời chẳng ai cho không ai thứ gì, họ cho mình cái này, ngược lại họ đòi mình thứ khác. Nhiều lúc nghĩ ngợi, Phi Nhung thấy mình bướng bỉnh đấy nhưng lại an lòng. Tôi không muốn mình trở thành con rối trong tay của nhiều người lắm tiền, nhiều của. Nghĩ lại thật nực cười và mâu thuẫn. Là phụ nữ, tôi cần người đàn ông để làm chồng. Là ca sĩ, cần đại gia chống lưng. Nhưng cả hai thứ tôi đều chạy trốn. Chẳng biết nên gọi tôi bị hâm hay ông trời thật bất công với tôi nữa. Có lẽ vì thế mà Phi Nhung từng nhiều lần có ý định đi tu. Nhưng ông trời dường như đã sắp đặt cho cô số phận như thế. Nên cô đành chấp nhận. Giờ đây Phi Nhung cứ thế đi hát, dành tiền làm từ thiện giúp đỡ những bà con đang hàng ngày đối mặt với cuộc sống thiếu thốn. Còn chuyện chồng con của bản thân, Phi Nhung thẳng thắn, tôi nghĩ nên dành cho kiếp sau, kiếp này tôi không cần một người đàn ông ở bên cạnh. Nhan sắc đời thật gây choáng của nàng dâu trong Sống chung với mẹ chồng. Cô nàng Minh Vân, cô con dâu bá đạo trong Sống chung với mẹ chồng, có nhan sắc ở ngoài đời khiến ai cũng phải choáng. Bộ phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng mới chiếu được 3 tập nhưng thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả, đặc biệt là khán giả nữ, với những ý kiến trái chiều. Nhân vật chính là cô con dâu Minh Vân do nữ diễn viên Bảo Thanh đảm nhận, chiếm được tình cảm từ đông đảo cộng đồng mạng. Ở những tập đầu tiên, cô con dâu chinh phục khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp và lối diễn xuất không thể xuất sắc hơn. Tuy nhiên ở ngoài đời, nhan sắc của Bảo Thanh thực sự khiến nhiều người kinh ngạc. Trong phim, Bảo Thanh đảm nhiệm vai một cô con dâu ngoan ngoãn nết na, thường mặc những bộ quần áo kín đáo nên không phô ra những đường cong trên cơ thể.
Còn ở ngoài đời, thân hình của cô khiến chị em nào cũng phải ganh tị. Bảo Thanh trong sống chung với mẹ chồng nhận được sự đồng cảm của nhiều cô gái. Tuy ăn mặc không quá thời thượng và rất kín đáo, nhưng Bảo Thanh vẫn xinh đẹp hết nức. Đối lập với hoàn cảnh éo le trong phim, Bảo Thanh có cuộc sống gia đình hạnh phúc, có ông xã đẹp trai giỏi giang cùng cậu con trai khấu khỉnh. Hoàn toàn khác biệt trong phim, ngoài đời Bảo Thanh ăn mặc phóng khoáng quyến rũ, nhờ thế mà khoe được thân hình cân đối gợi cảm của mình. Nhìn những hình ảnh này của Bảo Thanh khác xa cô con dâu Minh Vân trong sống chung với mẹ chồng, Bảo Thanh cũng rất hay cập nhật cuộc sống của gia đình mình lên mạng xã hội. Cùng ngắm nhìn cuộc sống của cô con dâu không mấy hạnh phúc trong sống chung với mẹ chồng. Bảo Thanh xinh đẹp với làn da trắng mịn màng cùng các đường nét thanh thoát. Sống mũi cao cùng khuôn ngực đầy đặn chính là thế mạnh của Bảo Thanh. Ngoài ra cô còn sở hữu đôi chân thon dài miên man. Cô có cuộc sống hạnh phúc êm ấm bên chồng và con trai.